Đây là Nam, học sinh mới của lớp mình, bạn cũ của tao đấy. Em xuống ăn kem ấy, chỉ bị hỏi, thấy chưa? Anh vẫn còn là con ruột của ông ấy, đúng không? Thằng móc từ đâu ra ấy, sao mà đỡ không biết. Kể từ hôm nay sẽ quyết tâm đều sẽ mỗi sáng. Phải, con này bị điên. Nên chúng tôi hết sức là thương tâm, rất là cảm động nên đưa anh về để điều trị miễn phí. Anh có tên là Phương đúng không? Bây giờ là Hiếu. Nói chung là cái thằng này nó rất là quan trọng với tôi cần cô để mắt đến thằng đấy. Đúng rồi đi, em tải lấy bút cho anh. À đúng rồi, chuyện ai này, anh có biết đứa con gái cũng được chị của anh khám cho không? Là tỏa sáng. Em nhớ đi ở chỗ lần đầu tiên chúng mình nhau rồi.